Rồi giao lưu với cả nhà một cái cây mai giáo riêng từ hạt không qua cái ghép, bởi giờ mưa nó bánh đột non này, đột đó này anh em, đột đó cả cây nha anh em, lá rất là mướt. Sau một đợt nắng gắt thì nó bị đứng đột, và mưa nó mát trời thì nó sẽ bung bung đợt lọc mới. Cây này cây dâu riêng, chiều cao cây thì 1 mét, cao cây từ gốc lên đọt là 1 mét nha anh em, tàn ngang thì 90. Đây, cây này có cái cu cái phanh gốc rất là đẹp nè, có cái cu dưới đây, cái cu đẹp ở trên đây thì nó có phanh một cái góc, một cái đường lượng. Rất đẹp nha anh em. Cây dưới đây như cái đầu rồng này, cho nên rồng nó uống mình này, chiếu mình này, chuẩn giáng long nha anh em. Một em chuẩn giáng long Bình Định. Mình báo lại thông số là chiều cao cây là 1 mét, tàn ngang 90. Cái hoành thân chỗ này là chắc 15-16 này, tầm 15-16 nha anh em. Cá cú cá đớ, anh em nào thích sưu tầm cái dòng này về nuôi tương lai thì nó sẽ lên tiền anh em, nó lên tiền hơn là những cái dòng mà không có đế, không có cũ. Mai mình thì tuyến những cái bộ đế đẹp cho anh em sưu tầm, mình chơi nó cũng mãn nhãn nữa nha anh em, cũng thích nữa. Sau này nó có sự cố thì mình có thể làm bonsai rồi cho nó, nếu anh em chăm thất thoát là nó sẽ lao chi tiết thì mình sẽ chuyển qua bonsai. Làm là nó có bộ đế đẹp thì nó cũng tốt hơn nha anh em, tốt hơn những cây là có đế, tốt hơn những cây là không có đế nha anh em. Những cây có đế như thế này thì nhiều sự lựa chọn và cách làm. Đây nha anh em, chúng đột đỏ huyết long này, dâu riêng. Cây này thì hiện tại có một tay, tay số 2, tay số 3, tay số 4, tay số 5, tay mái tay phụ, tay số 6, 7, 7, 8 canh một đọt nha anh em. Rồi cái này giao lưu bên em giá 1.200.000. Anh em nào hợp nhãn thì liên hệ mình. Đặc biệt cây dùng mình là có cái củ đế nha anh em. Cây đế rất già, đọt đỏ nữa nè, rất là sung cây, tàn đẹp keo nha anh em.